Mến chào thái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây Cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng tranh biện nhiều hơn một lần với Kamala Harris Đảng Cộng Hòa phá vỡ tuần trăng mật của Kamala Harris, một bản luận tội bà Phó xa đời Hai lãnh đạo đảng Dân Chủ, Trump và Jeffrey tán thành bà Harris làm Tổng thống Và sau đây là phần thông tin chi tiết Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump hôm ngày 23 tháng 7 nói rằng ông sẵn sàng tranh biện với Phó Tổng thống Kamala Harris hơn một lần khi hai người đối đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Chắc chắn, tôi muốn, tôi nghĩ điều đó là quan trọng. Tổng thống Trump nói hôm ngày 23 tháng 7 khi được phóng viên Melugin của Fox News hỏi trong cuộc họp báo qua điện thoại rằng liệu ông sẽ cam kết tranh biện với bà Harris ít nhất một lần. Tổng thống Trump nói, Thực sự tôi sẵn sàng tham gia hơn một cuộc tranh biện. Ít phút sau đó, cựu Tổng thống Trump lưu ý, tôi chưa đồng ý bất cứ điều gì về tranh biện với bà Harris. Tôi đã đồng ý một cuộc tranh biện với ông Joe Biden. Tổng thống Biden hôm Chủ nhật đã chính thức loan báo đình chỉ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và tuyên bố tán thành phó Tổng thống Harris. Bà Kamala Harris vào tối thứ hai loan báo, bà đã chốt xong vị trí đề cử viên khi nhận được cam kết ủng hộ của đa số trong gần 4.000 đại biểu dự đại hội quốc gia đảng Dân Chủ vào tháng 8 ở Chicago. Chủ tịch DNC Jimmy Harrison hôm thứ Ba nói rằng, đảng Dân Chủ sẽ tiến hành bỏ phiếu trực tuyến để chọn đề cử viên tổng thống năm 2024 trước khi khai mạc đại hội toàn quốc. Chúng tôi sẽ chọn đề cử viên trước hạn chót ngày 7 tháng 8 của Ohio. Ông Harris tuyên bố trên X, Cựu Tổng thống Trump trong cuộc họp báo qua điện thoại nêu trên cũng nói rằng tranh biện với bà Harris thay vì ông Biden sẽ không có gì khác biệt bởi vì họ có chính sách giống nhau. Tôi nghĩ tranh biện là quan trọng cho một cuộc đua Tổng thống. Tôi thực sự nghĩ vậy. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng, tôi nghĩ nếu quý vị là đề cử viên đảng Dân Chủ hoặc đề cử viên đảng Cộng Hòa thì quý vị phải có bốn phận tranh biện. Tôi nghĩ việc đó là rất quan trọng. Trước khi ông Biden rút lui, các ứng cử viên tổng thống của hai đảng đã đồng ý tham gia vào hai cuộc tranh biện. Họ đã cùng nhau tại chay tham gia các cuộc tranh biện do Ủy ban tranh biện tổng thống tổ chức. Thay vào đó, họ đồng ý tham gia các cuộc tranh biện sớm được tương thuật trực tiếp trên truyền hình và do các hãng truyền thông tổ chức. Cuộc tranh biện tiếp theo giữa ông Biden và ông Trump đã được lên lịch diễn ra vào ngày 10 tháng 9 và do ABC News chủ trì. Cựu tổng thống Trump nói trong cuộc họp báo qua điện thoại rằng ông không hào hứng về ABC News là nhà tổ chức. Ông Trump kêu gọi cuộc tranh biện đó sẽ chuyển sang Fox News bởi vì ông cho rằng ABC News là rất thiên kiến. Tôi không hào hứng về ABC News bởi vì họ thực sự là truyền thông tình giả, tổng thống Trump nói hiện tại không rõ liệu bà Harris có thể ông Biden tham gia tranh biện với ông Trump vào ngày 10 tháng 9 như lịch cũ hay sẽ thảo luận để sắp xếp một cuộc tranh biện khác. Đảng Cộng Hòa phá vỡ tuần trăng mật của Kamala Harris, một bản luận tội bà phó xa đời. Kính thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa đang bắt đầu tấn công Kamala Harris ngay cả khi bà đang tận hưởng tuần trăng mật với giới truyền thông, doanh nghiệp và cử tri đảng dân chủ. Cụ thể, đảng Cộng hòa đã soạn thảo xong một bản luận tội liên quan đến cách bà ta xử lý vấn đề biên giới và việc bà ta biết nhưng cố tình che giấu về tình trạng suy giảm nhận thức của Tổng thống Biden. Dân biểu Andy Otles thuộc đảng Cộng hòa bang Tennessee cáo buộc Harris vi phạm lòng tin của công chúng và cố tình từ chối duy trì luật nhập cư của Hoa Kỳ trong hai điều khoản luận tội Bài viết trước đây về lòng tin của công chúng cáo buộc Harris đã cố tình đánh lừa người dân Hoa Kỳ và quốc hội Hoa Kỳ, chủ yếu là để che giấu sức khỏe thể chất và nhận thức của tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Sự việc xảy ra khi ngày càng có nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đặt câu hỏi về việc Harris biết gì và biết khi nào về tình trạng tinh thần của Biden, sau khi ngay cả các đồng minh cũng nhận thấy rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn trong suốt nhiệm kỳ tại Nhà Trắng của vị chính trị gia 81 tuổi này đồng thời cáo buộc nhắm vào cách Harris xử lý cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam liên quan đến vai trò của bà là xa khoảng biên giới trong chính quyền Biden. Ngay từ đầu, bà đã được giao nhiệm vụ giải quyết nguyên nhân gốc rễ của làn sóng di cư ồ ạt từ Trung và Nam Mỹ. Giờ đây, đây là nền tảng cho các cuộc tấn công do đảng Cộng hòa dẫn đầu nhằm vào ứng cử viên tổng thống được cho là của đảng Dân Chủ. Khi các tiểu bang trên khắp cả nước vẫn đang tiếp tục vật lộn với cuộc khủng hoảng người di cư, mặc dù số lượng người vượt biên đã chậm lại phần nào trong những tháng gần đây so với con số đạt kỷ lục đạt được vào năm ngoái, các điều khoản lượng tội nêu rõ rằng Kamala Harris đã thể hiện sự bất tài phi thường trong việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình hoàn toàn từ chối duy trì luật nhập cư hiện hành và tỏ ra thờ ơ với người dân hoa kỳ đang phải chịu đựng hậu quả của cuộc khủng hoảng biên giới ở phía nam đang diễn ra tại hoa kỳ trong nhiệm kỳ của mình với tư cách là người đứng đầu biên giới, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đã chạm trán gần 302.000 người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía Tây Nam vào tháng 12 năm 2023. Tổng số hàng tháng cao nhất từng được ghi nhận và đánh dấu 4 tháng liên tiếp có hơn 240.000 cuộc chạm trán với người nhập cư bất hợp pháp. Các bài viết của outlets xuất hiện chỉ 2 ngày sau khi chủ biên tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử. Ông đã bị buộc phải ra đi do một nỗ lực đảo chính thành công do những người như Nancy Pelosi, George Schumer, Barack Obama và Bill Clinton dàn dựng. Kể từ đó, Harris đã giành được đủ số đại biểu để trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ và gần như chắc chắn sẽ được đề cử tại đại hội DNC. Ngay khi Oslet giới thiệu dự luật của mình vào thứ Ba, Ủy ban Quy tắc Hạ viện đã đưa ra một nghị quyết của dân biểu Alice Stefanis để lên án Harris về cuộc khủng hoảng biên giới. Dự luật đó dự kiến sẽ được Hạ viện bỏ phiếu sớm trong tuần này. Hai lãnh đạo đảng Dân Chủ Schumer và Jeffrey tán thành bà Harris làm tổng thống. Kính thưa quý vị, hai nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân Chủ đang tại nhiệm là lãnh đạo đa số Thượng viện George Schumer và lãnh đạo thiểu số Hạ viện Haskell Jeffries hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 7 theo giờ Mỹ, đã loan báo ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Phó Kamala Harris. Ông Schumer và ông Jeffrey nằm trong số những thành viên chủ chốt còn lại sau cùng của đảng Dân Chủ lên tiếng tán thành bà Harris. Hai ông Schumer và Jeffrey ban đầu đã trì hoãn đưa ra sự ủng hộ quan trọng của mình dành cho Harris, bất chấp phó tổng thống nhanh chóng thu hút được sự tán thành từ nhiều thành viên quốc hội cũng như các thống đốc. Bà Harris cũng đã nhận được sự tán thành từ các thành viên có ảnh hưởng trong đảng Dân Chủ, trong đó có cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ ông, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cũng như cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Tuyên bố tán thành của hai ông Schumer và Jeffrey được phát đi sau khi bà Harris đã đảm bảo được đa số phiếu của các đại biểu dự đại hội quốc gia đảng Dân Chủ để giành được vị trí đề cử viên tổng thống năm 2024 của đảng. Đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois. Thưa quý vị, ông Schumer nói tại Ủy ban Chiến dịch tranh cử Thượng viện của Đảng Dân Chủ rằng, Vậy là bây giờ tiến trình này đã hoàn thành từ dưới cơ sở lên. Chúng tôi ở đây hôm nay để ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris. Phó Tổng thống Harris đã giành được vai trò đề cử từ cơ sở lên, chứ không phải từ trên xuống. Ông Jeffrey cho biết, hai vị lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân Chủ nói họ sẽ gặp bà Harris sớm. Ông Schumer cho biết ông cũng đã nói chuyện với bà Harris vào ngày 21 tháng 7. Ông Jeffrey nói bà Harris là lãnh đạo dũng cảm, đã và đang làm việc chăm chỉ suốt sự nghiệp của mình để giữ cho các cộng đồng của chúng ta an toàn. Bà Harris từng làm tổng trưởng lý của tiểu bang California và công tố viên của San Francisco. Bà Harris đã chính thức phát động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng từ hôm ngày 21 tháng 7, sau khi Tổng thống Biden loan báo kết thúc chiến dịch tái tranh cử. Trong bài phát biểu trước nhân viên tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở Wilmington, Delaware, bà Harris nói, mục tiêu xác định của nhiệm kỳ Tổng thống tiềm năng của bà là sẽ gắn liền với củng cố tầng lớp trung lưu. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến đấu để xây dựng một quốc gia mà ở đó mọi người phải được chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng, ở nơi đó mọi công nhân được trả lương công bằng và ở nơi đó mọi người già có thể nghỉ hưu một cách đàng hoàng bà Harris cho biết những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV EPOSTA